Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Thiên cơ nói trước mà sau, do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Sấm động Đông Nam Á khởi kỳ, giảng truyền huỳnh đạo hộ cơ nguy, trung sơn vương Phật phong thần định, giang bảo quân sư thế thành quy, tân tạo kim đầu danh khuyết tịch, niên y bạch quỷ thứ cao phi, đinh, mồ, tiên Phật hiền nhơn trạch, vị quy tam hà định khổn nguy, pháp chủ huỳnh đạo. Đây tạm mượn một bài văn thuyết, phân thời cơ cho biết hậu kỳ, trung ương sấm nổ ầm ì, nơi nào cũng thấy loạn ly điêu tàn, trai đôi mê nghi ngang hung dữ, gái thì không còn giữ tiết trinh, bạc vàng xem nặng hơn mình, cho nên nhồi quả văn minh hội này. Anh, Mỹ, úc liên dây kinh tế á à, phi tầm huynh đệ nương nhau liên xô ngồi ngó trước sau mặc tình tảo tháo lao đao nhiều bề đinh niên hạ hồng kê mau tận thượng mồ lai hỏa vận đông hồ trung sơn định cư kinh đô phúc lai bất nhị họa vô đơn hành giải vòng vặc chiến tranh khổ não động xiêm đài ứng khảo cao miên thư hùng một trận cương biên ôm nhau mà khóc bỏ tiền quên ăn đêm mờ tối liềm trăng làm chủ lập lòe sao vần vũ địa cầu, bình minh hiện xuống Nam châu, dọi tan ác trực đối đầu âm tinh, thái bình dương thình lình nổi sóng, cuộn phong ba khơi động nam đài, hắc long thừa kế ra oai, bạch long chớp nhoáng chia hai con đường, một theo phật hầu nương bổn giác, hai luân hồi chịu phật thảm thê, tạ này mượn bút khai đề, vâng theo điệp chỉ sắc phê thượng tòa, đức di lạc long hoa sắp ngự, khai chiều nguồn độ giữ phong hiền chia ra thần thánh Phật tiên, chọn trang đạo Pháp kỳ duyên rồi mải, hạ tránh chiếu truyền khai huỳnh đạo, xuống bút huyền cơ khảo nặng mang, muốn nên được mối đạo vàng, lửa hồng cam chịu mới hồng kim chuyên, ai nán trí nặng phiền thế cuộc, bệnh trầm kha đắng thuốc mới lành, thời chưa mãn thế chưa xanh, cho nên các bậc hùng anh còn chờ, cơm phiếu máu tạm thời lúc đói, buổi hàn vi ai khỏi ưu phiền, trong khi thế tục đảo điên đạo vàng ẩn ánh để khuyên trợ đời. Châu Văn Vương ngộ thời phạt trụ, chờ tử nha tướng phụ lương tài. Văn minh cơ xảo đời nay, tích xưa bàn luận mặc ai chê cười, vài tiên tri nguyên căn đệ tử. Xem qua rồi nên giữ vào tim, luận suy trơn nghĩa công tìm. Dầu thông thiên lý nên yên ẩn gìn, khỉ ngồi đợi kê minh ngọc thố. Bắc Kinh di bạch lộ sơn phong, triều tiên xương chất đầy đồng, thái, cao lèo chuyển cuối rồng gà bay. Nam Việt ứng một ngày tân tạo, lục cửu duyên quả báo kim vương, mặt trời lố dạng nam phương, trung đồng chiến hỏa dân lương điêu tàn, cùng lực tận Mỹ hoang Nga tán. Anh tiêu điều, pháp nạn, trung suy, nhược mưu, đức lược, ấn bi, Việt Nam thánh xuất phục quy kim thành, chừng gặp cảnh tan tành đô thị, nhìn ruộng hoang tận trí chân trời, thở than kêu khóc hết lời mới tưởng luật định của trời ban ra. Đây nói đoạn san hà dồn dập, bày ra điều tranh chấp dân binh. Chừng nào được đấng anh minh, lo cho xã tắc quên mình mới yên. Giờ do lũ Tây Phiên định liệu, giống lạc hồng cam chịu vì sao? Mật kia để trước mũi dao, nghe mùi phường phất tranh nhau giật rảnh. Chừng đứt lưỡi em anh cùng khóc, thế mới tưởng bài học si mê. Khi nào khách nọ ra về, tài ra tan nát trăm bề đảo điên. Cầu Ngọc Đế Diệu Huyền Ban Bố, Nguyện Phật Tiên Cứu Độ Dân Lành, Nam Mô Thượng Tổ Tam Thanh, Trạch Trang Trung Liệt Lập Thành Thượng Ngươn, Trích Bài Pháp Sấm Giảng Trung Giang, Do Pháp Chủ Huỳnh Đạo Thuyết Nhân dịp Xuân Đinh Vị Đinh Mùi 1967, Hội Thánh Nhị Giang, Tòa Thánh Biểu Sơn, Cẩm Sơn, Chi Tôn Châu Đốc Ấn Hành, Lời Bình, Câu Sấm, Đinh Niên Hạ Hồng Kê Mau Tận, Ghép Chữ Đinh và Chữ Kê, sẽ có thuật ngữ đinh kê ám chỉ năm đinh dậu 2017 và ghép chữ hồng vào chữ Mao sẽ có thuật ngữ hồng Mao, ám chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông sáng lập. Nghĩa là tới năm đinh dậu 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiêu vong vì bị phe đồng minh do Mỹ lãnh đạo đánh phủ đầu bằng bom nguyên tử, đinh niên hạ hồng kê Mao tận. Nhưng trong sám giảng người đời quyển 4, sư vãi bán khoai viết, nói cho bá tánh đặng tàng, tường, chừng nào đến vãn đá vàng biết nhau bấy lâu nói trước mà sau. Bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Như ai mà có nghi ngờ. Tôi thể chứng có Phật trời nào sai. Cụm từ đến vãn là đến giờ phút cuối cùng. Nghĩa là thay vì thiên cơ đến vào thời điểm trước là năm đinh dậu 2017, thì thiên cơ lại đến vào thời điểm sau là năm kỷ dậu 2029, nghĩa là sau một con giáp nói trước mà sau. Làm lạnh thì mình đặng tồn. Làm giữ ác thú xác hồn nuốt tiêu. Người hiền nói ít biết nhiều, cơ trời đã định chẳng chiều thời mai. Sám giảng người đời quyển một, sư vãi bán khoai viết năm 1901. Thiên cơ nếu chưa xảy ra thời điểm trước là đinh dậu 2017 chiều, thì chắc chắn sẽ xảy ra thời điểm sau là kỷ dậu 2029 mai. Sydney, ngày 16 tháng 7 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.